Nhiều bạn hỏi là thầy ơi, cái bài tập về sự nổi thì có phương pháp giải chung của nó là gì? Thì các bạn chú ý cho thầy giáo, cái đặc trưng đó là chúng ta phải xác định được các cái lực tác dụng lên cái vật này. Và khi cân bằng thì chúng ta phải xác định được cái hệ thức, hay nói khác là cái biểu thức về cái sự cân bằng lực của các cái vật, của các cái lực tác dụng lên vật này. Thầy giáo lấy ví dụ ở cái vật này thì chắc chắn là nó sẽ có một cái trọng lực P, có chiều là hướng xuống dưới, và có lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật. Đây là cái phần mà lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật, và nó sẽ có chiều là hướng lên trên, được chưa? Và khi cân bằng thì chúng ta sẽ phải xây dựng được cái biểu thức, đó là cái lực đẩy Archimedes sẽ phải bằng với cái trọng lực P. Và vấn đề của chúng ta ở đây bây giờ chúng ta chỉ đi tính FA bằng bao nhiêu và tính P bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ suy ra được cái kết quả cuối cùng nhé.